Hello, everybody. Welcome to Health với KT. Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Health với KT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với con game kiếm hiệp ha. Mộc Thiên Hạ phiên bản vi cực khủng gần cả tỷ kim nguyên bảo nha các bạn. Chen ra kim nguyên bảo rồi vé đang ai xếp rồi bét hiếm rồi đang rồi các kiểu con đà điểu rất ư là nhiều nha. Nói chung là một phiên bản cực kỳ thơm ngon à. Còn ngon ra sao thì anh em vào game cùng với em xem nha. Nè con bé này không, hôm nay không nên test con này, đi qua con này đi. Vọng thư đó, vô game con ơi, nhanh nào, tới luôn bầu ơi. Ok đó, rồi đầu vô thì đây à, các bạn xem nè, đó 3 ức là bao nhiêu, 300 triệu kim nguyên bảo khóa, 600 triệu kim nguyên bảo thường. Kim nguyên bảo thường mà cho 600 triệu, ôi rồi ôi, và còn chưa hết nữa các bạn. Đây cái gì đây, mát vip các bạn, vip đã mát à, mát vip 15 luôn nè, mát vip 15, ôi rồi ôi, một công mà đôi 3, 4, 5, 6, 7, 8 chuyện, trời ơi dây còn đôi gì nữa đúng không đó. Ơi quà nạp hả, quà nạp này chỉ là đầu thôi, tí nữa chúng ta chen được kim nguyên bảo hoặc đi nhập code nữa thì thôi rồi luôn, đời như mây. Ok nhưng mà quan trọng có cái để cho nó chen được mấy cái viên đan cái đã. Giờ thì cho nó quăng ở đây đi, rồi cho nó quăng ở đây đi, chúng ta chỉnh lý lại trang bị nè ha. Rồi cái nào mặc vô được cho tăng lực chiến lên thì lên nè ha. Rồi ok, bây giờ đến với thông tin server. Đây thông báo Mộng Thiên Hạ Open S12 hập nhị vào 21 giờ ngày 10 tháng 12 2022. Cái này event anh em lên fanpage xem ha. Chúng ta hướng dẫn tạo tài khoản, bỏ qua luôn, hướng dẫn chơi game. Đây bộ code VIP đó, set đồ long nhận 1, 2 gia lô thời trang vũ vật vũ khí tọ kỳ không gì 4 code 12 code code ngày rồi quay số nè hả, tải game nhập code banh momo 202 gì momo với banking là được cộng 20% xu quà nạp vip đó. Rồi nhóm game S12, event long tin S12, event đua top S12, sự kiện tứ đại liên server gì nè đó. Đây rồi đây đây event long tin nè ha, đó đâu rồi, nó thấy có, trời ơi coi kìa video event long tin coi đã không đó. Đang ngủ mơ thấy giao nhập vào game nè đó. Vậy đây nhận quà nạp code mộng thiên hạ .com nha các bạn đó. Banh momo được 20% xu nè, 100.000 bằng 20 triệu kim nguyên bảo ha. Đó đó, vô uống rượu với mỹ nữ rồi cái kiểu con đà điểu này này này. Trời ơi server cũng đông người chơi phết đấy chứ, nhưng mà các bạn cứ để cho nó trend ở đây nha, để cho nó trend đi đi. Đó, uống rượu đào tiên bôi đồ này nọ. Đó, tỉnh lại. Đó, vô game nhận quà nè. Đó, rất nhiều skin rồi. Đó, hình như nhớ không lầm, hình như con này là skin có bán trên shop không ta, để tí coi lại coi. Đó, rất nhiều cánh đồ nè ha. Đó, đó đó đó, hũ cởi tọ kỳ dấu chân hào quang đồ này, quay lên. Đây sự kiện tứ đại liên server xe vét gì này cho anh em xem. Đây thông báo event tứ đại sự kiện liên server. Event 1 tiên binh đại chiến bá chủ lục giới,
thời gian 20 giờ thứ hai 57 hàng tuần. Địa điểm map lục giới link server, các bang tiên minh đến từ tất cả server cùng nhau tranh đoạt hành chính thành phố, chiếm các cờ để nhận được điểm tích lũy, chiếm cờ giữa chiến đường nhận điểm cao hơn, bang chiếm được điểm cao nhất sẽ chiếm hành tương ứng. Thứ hai đến thứ bảy gì thứ hai thứ bảy nhận quà Nguyễn Hóa nhân 50 cho bang đạt được thành, không phân biệt chính phủ. Thứ năm quà 60 triệu kim nguyên bảo cho bang chiếm được hành chính, thành phụ thì được 40 triệu. Event thứ hai leo hấp tu la tìm game blood, thời gian 20:30 thứ ba thứ năm thứ bảy hàng tuần, địa điểm hấp tu la liên server, top 10 vị đại hiệp đầu tiên leo hấp tầng 10, top 1 50 triệu kim nguyên bảo, top 2 40, top 3 30, top 4 đến top 10 là 20 triệu kim nguyên bảo. Event 3 tấm tiên cùng nàng đố vui nhận vàng. Thời gian 18:24:06 chủ nhật hàng tuần. Địa điểm map ôm tiền liên server, các đại hiệp có tên trên bảng xếp hạng đố vui inbox admin để nhận quà ha. Đó, thứ hai, thứ sáu, top 1 30 triệu, top 2 đến top 4 là 20 triệu, chủ nhật top 1 40 triệu, top 2 30 triệu, top 3 20 và top 4 đến top 10 là được 10 triệu ha. Đó, rồi, event thứ tư chủ nhật vui vẻ. chi tiết thêm đây nữa hả, đậu xanh nữa. Rồi, chủ nhật vui vẻ, đây. Thời gian chủ nhật hàng tuần, địa điểm vô group hả? Địa điểm ở trong group hả? Các đại hiệp tham gia bình chọn tại group game để nhận Nguyễn Hóa thời trang và vũ vật max level 100, thay đổi vật phẩm và hạn dùng theo tầng, chốt event theo số đông bình chọn, kết thúc đông gì kết thúc lúc 10 lúc 22 giờ cùng ngày, admin sẽ gửi quà sau đó ha. Ok bình chọn đó. Rồi đây tặng 650 triệu kim nguyên bảo không khóa và 300 triệu kim nguyên bảo khóa sẵn sàng trong game, xem tại túi đồ shop game hiện thị 6 triệu kim nguyên bảo không khóa và 3 triệu, nhưng thực tế là 650 triệu và 300 triệu, vậy là chúng ta có là 950 triệu kim nguyên bảo thường và kim nguyên bảo khóa nha. Mỗi tuần fan cứng được 50 triệu, tất cả server nhận Nguyễn Hóa VIP max level. Wow. Update sự kiện map thường nhận thập đại vật phẩm kim nguyên bảo đang ngay xếp, tiên sủng đang VIP linh cung linh kỵ linh đồng phi phong thần binh quang vũ pháp trận diện sức linh châu tiên bảo yêu sức đầu sức kỳ lân tý, tiêu diệt bot server và liên server có tỷ lệ nhận vật phẩm hiếm ha. Chà, đen hồi nãy giờ mà chưa ra được cái đen nữa nè. Rồi, vậy là đây là 650 triệu chứ không phải là 600 triệu nha. Hơn tới 50 lần các bạn ơi. Rồi, code thì bây giờ nhập luôn nè. Code chúng ta sẽ nhập ở web ha, chứ không có nhập trong game. Ok, đó, rất ư là thơm bơ. Đâu rồi, cái code nằm đâu rồi anh em? Đây. Test đồ lông, ok. Chúng ta, đây, dư. Ủa alo, sao ta nhập không được ta? Đừng nói là nay là tài khoản mới là mới nhập được nha. Để coi thử coi, đậu xanh nữa. Tài khoản mới mới nhập được là hơi buồn luôn á. Đâu rồi, hót ra vào lại kiếm cái tài khoản mới coi. Chắc là vậy quá. Chị chọn đúng server cần để tránh nhận nhập.
đây đây. Server 12, ok. Vô server 11. Rồi rồi rồi. Đây nó vô luôn thằng này hả? Để coi men vô nè. Buồn nhá, đừng có nói là code không code sao hết được. Code này nếu mà code này hết thì bị cái gì thì anh em nhắn tin hỏi admin ha. Mà code này sao mà hết được. Ok. Để hỏi admin coi. À, cái code nhẫn ăn được này các bạn. Ok, vậy thôi chúng ta tiếp tục nhận mấy cái code kia hả? Chờ coi admin trả lời hay là báo lại coi code đó bị gì hả? Chắc là code này giết thường hay gì á. Test đồ lông có khi nào là giết thường không? Rồi rồi rồi. Nhưng mà viết qua thì viết qua hết chứ đúng không? Ok. Đó, thọ kỳ. Code dạo này ít rồi. Code lúc mà game mới ra kìa là code mình nghĩ luôn à, 4 code hả? À, quen hát. Ok ok, rồi admin có gửi lại code đồ lông về nha các bạn. À, code đồ lông đang sửa lại nữa. Ôi trời ơi, ok, tí chúng ta sẽ nhận code đồ lông sau cùng nha. Ok man. Code lúc mà game mới ra là tổng hết là gần cả cả trăm code đó, nhập code một lần mà ta nói mà mỗi tai hoa mắt luôn mà anh em. Đó, giờ thì hỏi vô là code một nùi quà một đống tha hồ mà chơi. Đây đúng là cho một trong những con game mà để chúng ta xả stress mỗi ngày, lòng mỗi tuần á. Đó. Rồi code Zalo, Zalo 1 đến 12 anh em hai số vô và lập hàng. Đó, ủa. Sao có Zalo lại không được ta? À, code rồi rồi rồi, thấy admin gửi cái code rồi, có tọ kỳ A-Ship nhân 3. Rồi rồi, hiểu rồi. Để F5 lại coi admin có sửa trong này chưa. Đây đây đây, admin đã sửa lại rồi nè ha. Ok ok. Test đồ lông đó vô rồi. Ok ok, vũ vật vũ khí code quang, code phù hồi nãy mình cũng nhập rồi. Code sao chứ không phải là Zalo nữa hả? Ok rồi, kệ code nào thì code, miễn sao thì nhập vô là được rồi các bạn ơi. 5 6 7 8 9, 10 nè ha, 11, 12, và 12 là hết rồi. Rồi, nhận một lèo hết đi, chứ nhiều lắm. Rồi đó, nhận hết vô mà nhiều khi cái túi còn nhận không đủ nữa. Ủa alo, ủa mình nhận hết quà rồi, sao có nhiêu đây vậy ta? Con này à, đây đây đây, trang bị đan đá rồi. À, nhớ rồi. Cái hạt này là cái hạt lúc đầu, cái hạt lúc sau heo nhận nè. Trời ơi, chứ không phải cái hạt lúc đầu. Hạt này chưa có nhận VIP, nhận quà gì hết á. Rồi rồi rồi. Tới cái quần nè ha. Nhớ cho kỹ là mình nhận tới đâu nha. Đó. Thì liên. Rồi nhận. Rồi dài. Còn hai cái đó là cái gì không biết. Đây, cập nhật là nhận bậc 6 nha các bạn ơi. Ok, nhận khóa vòng. Rồi ở đây chúng ta có thời trang, chúng ta có vũ vật, chúng ta có thần binh, chúng ta có tọ kỳ, chúng ta có quan phù, phù văn, quan trận gì nè, đá nè. Đó, rất nhiều luôn. Rồi rồi rồi, rất nhiều nha. Ok, thôi anh em nào có chơi thì kéo xuống tải về ha. Link theo để dưới phần mô tả cũng như là bình luận nha các bạn ơi. Đó, được thêm một đống đồ nữa nè. Đó.
đó, vô là chỉ cần quẩy thôi, vip vóc đồ nè, đó. Giờ là chỉ cần chạy nhiệm vụ hoặc buồn quá thì cấm nè, cho nó đen để mà kiếm đan thôi. Ủa mà hồi nãy như là có A-Ship nhật 3 là cái A-Ship đó là cái gì vậy ta? Ừ, hồi nãy mình nhận luôn mà mình không biết là cái đó có cái gì luôn. Rồi, ok, anh em nào có chơi thì tải về nha. Ok, thôi bye bye, chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Ok, bye bye.